Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về một cái tựa game khá là hấp dẫn luôn. Đó chính là cái game Motor. Ok, gọi là lâu quá rồi không có chơi cái trò này nên quên mất cái tên các bạn à. Đầu tiên bay vào thì chúng ta sẽ được nhận một cái phần thưởng đến từ cái Motor này. Thu hoạch đủ 30 ngày các bạn sẽ nhận được một cái con cấp L huyền thoại rất là bá đạo nhà gạo luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bay vào thu hoạch vàng nha các bạn. Đây. Và anh em nào có chơi cái game này có thể kết bạn với HNT qua Facebook nha. Đường link để bên dưới phần hiển thị video. Anh em chúng ta sẽ có thể chơi với nhau cho vui. Đây, bay vào thì chúng ta còn phải đi thu hoạch xíu nào. Đây. Và hôm nay khoảng 5 giờ, ok, 5 giờ chiều sẽ có một cái trận đánh gọi là back to round, giống như hai bên đấu với nhau vậy các bạn. Đó là tem. Hôm nay sẽ có một cái sự kiện mới. Ở đây chào hỏi anh em các hello anh em. Yeah. Với chữ anh thiếu chữ em. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xin dụ thần trưởng. Anh em nào có cái con, có cái mảnh case của cái con quái vật xanh, xin đề nghị cho HNT nha. Anh sẽ cho cái con quái vật xanh của anh lên 2 sao để có thể làm video cho anh em xem cho vui. Và đây chúng ta sẽ đi dạo phố xíu rồi nào. Đầu tiên là sẽ vào multiplay để đánh nha các bạn. Ở multiplay chúng ta sẽ đấu được 3 hiệp. Và anh em xem video đừng quên bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên nha mọi người. Để khi HNT ra video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo vào chơi với anh cho vui. Còn bây giờ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau giác thêm hai cái con gọi là đẳng cấp LL. Con này thì có sao 1, con này thì không có sao, con này vẫn là 1 sao. Action cuộc chiến sẽ được phép bắt đầu. Và bây giờ team bạn đang có 3 con. Wow, con ốc sên, con chim và cái con bọ cánh cứng các bạn à. Nếu như mà đánh thì HNT sử dụng cái con hoàng tử ếch này hoàn toàn có thể cân cả 3. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cho nhây cho vui nên mình sẽ sử dụng. Wow, sức mạnh đến từ cái con quái vật. Cái này là mình không biết đặt tên nó là cái gì mà nhìn nó rất là ghê gớm các bạn ơi. Thật sự mà nói nhìn nó rất là ghê gớm luôn. Ô la la, một hit một em. Rồi chúng ta giải quyết luôn con này luôn cho lẹ các bạn ơi. Chúng ta đẳng cấp L cho nên khá là mạnh. Và tên bạn nó khá là level thấp hơn mình cho nên nó là sức chiến đấu của chúng ta rất là bá đạo. Đầu tiên là nó cho mình một cái vòng quay may mắn sau khi chiến thắng được. Hồi hộp chờ đợi. Wow, ru 1. Ôi dồi ôi. Bây giờ đến hiệp thứ hai chúng ta sẽ đấu với những cái con mạnh hơn chút xíu, level là 40. 40 nhân 3, 3 con. Ồ, đẳng cấp của team bạn là cấp E, mình đẳng cấp là L. So về sự hộ báo đó thì chúng ta hoàn toàn dư khả năng. Này là những cái chiêu này quýnh 3 con cùng một lúc nè. Chiêu này như cũng vậy thôi. Yeah. Còn cái chiêu này thì sao mà búp team mình vậy? Không, mình không thích cái chiêu này lắm, mình thích cái chiêu mà đập 3 con cùng một lúc cơ. Đúng rồi, một em lên đường. Hiện tại team bạn còn lại hai con quái vật, một con chó ba đầu và một cái con quái vật nhìn rất là hổ báo các bạn à. Đây, chúng ta sẽ hạ gục cái con mà bự nhất đây. Nhìn rất là chất chơi người dơi luôn. Bây giờ tới con chó ba đầu. Wow, chó ba đầu vừa bị giải quyết thành công các bạn à. Victory. Trong hồi chiến đấu vất vả thì hai trận kết quả là win. Và bây giờ tiếp theo đến trận thứ ba. Hiện tại là ngoài trời đang mưa gió nhưng mà không biết các bạn có thể nghe được cái âm thanh đó không. Ok. É cái nào, ru 1 các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quất một cái hiệp nữa, level 45, 50. Wow, càng ngày càng căng các bạn à. Ôi rồi ôi, nhìn rất là thốn luôn. Đẹp phết đấy. Con này đẳng cấp L nè. Chắc luôn. Ồ, đây chúng ta sẽ cấu rỉa máu tem bạn. Đẳng cấp L nên nó khá là trâu và mạnh.
Bát C nhẹ thôi, chúng ta không có phải mà bát C hổ báo quá. Và pha dứt điểm không thành công đến từ cái con quái vật mái. Các bạn nhìn nó có mấy cái gắn những cái đồ trên người này giống như con robot vậy, giống thôi nhưng mà thật sự mà nói thì nhìn cũng không ấy lắm. Với cái tuyệt kỹ quấn ba con cùng một lúc thì lượng sát thương gây ra không hề cao, nhưng mà cộng lượng máu mất từ ba con thì đam sẽ cao hơn là một con các bạn. Ồ, quái vật xanh của tên bạn đang lao ra và y như rằng chỗ ấy hốt mình. Chúng ta vẫn còn nhưng mà tên bạn phải buộc hy sinh một em. Yeah, con này thì chỉ đem ra để bảo kê thôi chứ không cần phải đánh. Ồ là lạ, đang lãnh sát thương nhưng mà chúng ta vẫn còn tồn tại được. Chiêu búp hai chiêu thôi, hạ trước em này cái đã. Rồi tên bạn hiện tại còn lại một bé luôn, bật luôn cái chiêu anti múc nào, chúng ta cùng xem nó biểu diễn cái chiêu anti của nó là cái gì nào. Không thấy cái gì hết, chỉ thấy một màn đen bao phủ và tên bạn mất máu thôi. Oh my god, cái gì vậy man, cái gì mà mít vậy. Yeah, hạ gục thành công các bạn à, ba trận đánh đều win liên tiếp, rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ô la la, và bây giờ chúng ta đã hoàn thành rồi, thôi quay tài tiếp đây. Yeah, được ru một luôn các bạn à, chụp một tấm hình làm kỷ niệm luôn. Ô la la, chúng ta chỉ quánh được 3 trận thôi, không thể nào quánh hơn được. Tiếng Anh thì cứ việc yes no ok, đơn giản dễ hiểu. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với leo map nha mọi người. Ở tập trước chúng ta leo trong kia thì nó không cho mình điểm ra, ngoài đây là mất điểm leo map liền. Bây giờ chúng ta sẽ đi leo map cho nó lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem. Đầu tiên là ngựa thần thánh, mình sẽ chuyển lượt đánh cho cái con quái vật lửa nha mọi người. Với cái tuyệt chiêu vừa quýnh được 3 con và vừa được búp luôn, sức sát thương khá là căng. Bật luôn cái chiêu làm cho tem bạn tự đánh nhau, thì tem bạn nó sẽ quánh nhau thôi và mình sẽ không phải lãnh sát thương đến từ tem bạn. Wow, quái vật xanh đang thể hiện mid rồi, tem bạn đang cố gắng chống cự nhưng mà dường như tụi nó càng đánh mình thì nó càng mất máu. Sức chiến đấu cực kỳ vui. Wow, xem kìa, thôi ui thốn phết, ngon cơm. Mà bây giờ chúng ta sẽ tăng đam cho cả tem nha các bạn. Yeah, dập ba em cùng một lúc luôn. Wow, vẫn còn một em này bị mít, em này được đưa ra ngoài luôn nên cuối cùng lại còn là một đứa các bạn à. Wow, 2 sao, gần mém 3 sao, còn chút xíu nữa thôi. Hiện tại chúng ta đã lên tới level 56 rồi. Thấy kinh khủng ghê chưa? Nhớ ngày nào HNT mới chơi cái trò này, chúng ta chỉ là level rất là thấp và muốn kiếm vàng, kiếm đồ rất là khó. Bây giờ thì HNT chơi lâu được chút xíu, leo lên móc cũng rất là hổ báo luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nào. Sao mấy con này nó bèo thế? Action, và bây giờ chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây. Quýnh với một cái con mắm, gọi là con này được con mắm chứ không được con khô nữa các bạn ơi. Nó có 6 cái chân, 6 cái chân, 2 cái tay, nó như tính tay chân luôn là 8 cái. Con cua có 8 cẳng, 2 càng. Ok, thì là tính ra là 10 hả các bạn, 8 cái cẳng, 2 cái càng đúng không, tính ra là 10. Ok, này đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái tuyệt kỹ này làm cho tem bạn bị mất máu. Chiêu thứ hai sẽ làm cho tem bạn tự đánh nhau. Và thế là tem bạn tự đánh nhau. Càng quýnh thì máu càng mất và càng thốn. Âm thầm lặng lẽ HNT quyết định đưa quái vật xanh ra, y như rằng một tuyệt kỹ cực kỳ bá đạo của anh ấy đã làm cho tem bạn mất một lượng máu cực kỳ cao. Căng. Bây giờ thì chú búm lao thẳng ra, y như rằng lượng sát thương gây ra đến từ con nhện đang lãnh hàng đống sát thương các bạn à. Liên hoàn chiêu.
Tem bạn lại có một cái tuyệt kỹ xây vòng vòng vòng. Nhìn lại thì tem bạn chỉ còn lại 321 giọt máu. Anh Tài nghĩ là dập cái con này cho nó bớt máu đi, chứ nhìn nó máu nhiều quá. Tuyệt kỹ của quái vật lửa đã được bung. Không cần tới tuyệt kỹ luôn. Chiêu thường đủ hạ rồi man. Next, chúng ta tiếp tục đến với một cái đội hình tiếp theo. Bật tăng đam 100% lên cho cả team. Sức chiến đấu của chúng ta hiện tại rất là bá đạo như hạt gạo. 16.000 một em bị mít. Em bị mít thì phải bồi thường cho cái mít đó. Anh Tài quyết định sử dụng quái vật xanh để làm giảm máu team bạn. Team bạn đang thể hiện kìa. Tuyệt kỹ đang búp. Nó đang búp cho team nó các bạn à. Bơm máu đủ các kiểu con đà đẻo luôn. Càng chơi máu càng tốt. Yeah. Bây giờ bắt đầu tới team HNT Channel. Cái này thì chúng ta này thì một hit một em rồi. Sức chiến đấu của quái vật lửa là không thể bàn rồi. Còn hai em này HNT nghĩ là tụi nó tự giật nha, tự banh sát thôi chứ mình không cần phải đánh luôn á. Thấy chưa? Chuẩn men luôn. HNT nói mà không sai được. Hơn 2 sao luôn các bạn à. Wow. Chúng ta leo y như phim Hồng Kông luôn. Thắng là cái nào? Ui ru 2 các bạn à. Hình như chúng ta nhặt được khá là nhiều ru ở khu vực này. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những con quái tiếp theo. Ui quái hệ màu xanh, hệ cây. Cùng nhau theo dõi nào. Đầu tiên sẽ chuyển nhượng một lượt đánh lại cho quái vật lửa. Thôi ôi, bây giờ HNT mới cảm nhận được sức mạnh của quái vật lửa các bạn à. Công nhận là nó mạnh hơn mình tưởng. Tưởng nó không mạnh, ai ngờ đâu là nó mạnh không tưởng luôn ấy. Wow. Team bạn tự quánh nhau, càng quánh càng thốn, càng quánh càng đau. Oh yeah. Bây giờ thì giao tiếp tục đến cho quái vật xanh. Một pha cấu rễ cực kỳ đẹp mắt. Tem bạn tự giật mít. Một em, hai em, hai em bị mít các bạn à. Và chú ngựa thần thánh tung ra cú đá. Quá tuyệt vời, dứt điểm thành công. Lên đường luôn đi men. Yeah. Ngon cơm. Ở còn nữa luôn hả? Cứ nghĩ, chúng ta cứ nghĩ để vượt qua được cái cửa này rồi. Nhưng mà không ngờ lại là còn một cái cửa nữa đó nha. Tăng 100% sức đam cho các team. Và HNT sẽ cho các bạn thấy sức mạnh thật sự của quái vật lửa. Lại một con bị mít. Phải xúc cái con bị mít trước. Đó, đúng rồi. Y như rằng là team bạn đứng bơm máu. Bơm máu các bạn à. Ôi, sao nó búp máu thốn thế. Cả ba con này đều có tuyệt kỹ bơm máu cả. Rồi. Nếu như mà mấy chú bơm máu thì anh buộc phải xài tới tuyệt kỹ cuối thôi. Anh Ti lên đường cả ba luôn. Wow, quái vật lửa không hề gọi là không hề sai khi nó mệnh danh là một cái con quái vật gọi là chùm của hệ lửa các bạn ạ. Nó là thuộc hệ trùm luôn rồi. Rất là ghê gớm, đam kinh khủng. Được phối hợp với quái vật xanh luôn là một cái màn biểu diễn cực kỳ tuyệt vời. Wow, được 18.000 thức ăn luôn. Ở trên đây dường như quà tặng rất là ngon. Ôi, chúng ta quýnh tới boss rồi man. Gặp boss ở cái cửa này. Wow, con boss nó bự như con bò. Thôi, ôi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem cái con bò này nó mạnh như thế nào. Wow, bây giờ đầu tiên vẫn cho cái con quái vật lửa thể hiện các bạn à. Đã nói là boss rồi là không phải dạng vừa đâu. Wow, 8.000 là lượng sát thương gây ra đến từ. Ôi sao tụi nó lại được quánh rồi. Mình chuyển nhượng cái lượt đánh của cái con ngựa cho cái con quái vật lửa mà. Ôi thốn, thốn thế. Tụi nó chen chân vô ngay cái giai đoạn rồi là căng thẳng các bạn à. Wow. Múc bớt luôn. Múc bớt cái em bự nhất các bạn à. Chúng ta không quýnh mấy cái em yếu. Ui giặc. Nó tự giật máu nó tắt rồi. Hai con. Và bây giờ đến con thứ ba. Dường như là chúng ta không mất quá nhiều thời gian công sức để hạ gục được cả ba con tem bạn. Mém lên được 3 sao.
Ồ, sao đây chỉ có một mình là top 1 vậy? Dường như không ai leo rank ranking này hết sao ấy. Xem nào. 500k vàng. Ồ, chúng ta đã hết lượt đánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo phố nha. Và anh em xem video đừng quên bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên nha mọi người. Để khi HNT ra video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và vào chơi với HNT cho vui. Và xem video thì đừng quên để lại một like và một lượt share video qua Facebook ủng hộ giúp mình với. Ồ, con này hiện tại đang bán được với cái giá khá là rẻ luôn á, 200 mấy à. Rồi chào hỏi anh em tiếng cash stand background kiếm cash vip à. Minh kêu là anh em hãy chơi cái background để kiếm cash vip các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái advance ở đây nữa nè. Ngon. Advance. Ồ, thu hoạch vàng. À, trái bơm. Trái bơm là đánh và nở ấp trứng. Ok. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này. Action. Có quái vật lửa là chúng ta có thể cân được. U, cái con này nhìn gần ngầu phết luôn. Ở nó lại lấy súng nó bắn cơ. Một con quái vật ngoài hành tinh các bạn à, nó cầm súng điện nó bắn y như đúng rồi. Quả giật lửa ra câu kéo. Yeah. Xem bạn đang bị giật máu. Ui thời ơi, nó móc ruột đó trời. Nguy hiểm chết sâu. Thời ơi, cái ruột thối của nó làm cho cái con trâu của mình tắt thở rồi. Căng quá men ơi. Nếu các bạn đang trông thấy thì cái cô nàng ngoài hành tinh đang cầm cái súng điện bắn y như đúng rồi. Quả giật xanh chúng ta đang lãnh hàng tấn sát thương đến từ tên bạn nhưng mà vẫn còn cầm cự được. Wow, 21.000 máu quá thốn. HNT buộc phải bơm máu cho quái vật xanh các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ trả đũa với tem bạn. Đây, quất cái em gọi là dám móc ruột và quýnh mình. Gọi là nó móc ruột, nó chọi gây sát thương kinh khủng. Một cái lượng sát thương rất là ghê gớm đến từ cái ruột của con quái vật. Wow, khẩu súng thần thánh của anh ấy lại được phát ra 20, cộng thêm 20 cái đam à. Oh my god, đâu có cần phải cho nhau thế. Hạ gục thành công, phá dứt điểm thuộc về cho quái vật xanh. 6k. Wow, 2 tiếng nữa chúng ta mới được đánh ở đây. Giờ ra thu hoạch vàng. Tiếp tục đi thu hoạch vàng. Ok. Đây, sau khi thu hoạch vàng xong rồi thì có cái gì vui nào. Oh, cái nhà này chúng ta đã xây xong rồi nè. Nhà này là nhà gì vậy? Cái nhà này là cái nhà gì vậy? Mở nữa à? Ok. Wow, 3 mét mấy vàng của mình. Ru 2, ok. Thốn đây, rồi ok, hết đi được nữa. Ồ, và anh em xem video đừng quên cho HNT một like, một share Facebook nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.